Đó chính là những thông tin rất đáng được quan tâm mà Cà Phê Sáng với VTV3 mong muốn được gửi đến quý vị. Và tiếp tục những thông tin rất thiết yếu dành cho một buổi sáng ngay đầu tuần. Như đã hứa ở đầu chương trình, Cà Phê Sáng với VTV3 sẽ đem đến những câu chuyện rất thiết thực, rất thú vị liên quan đến chính ví tiền của bạn. Và thưa quý vị, ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng gặp gỡ với biên tập viên Mai Trang và một vị chuyên gia, một vị khách mời rất đặc biệt ngày hôm nay. Xin mời Mai Trang. Vâng, thưa quý vị, và trước khi chúng tôi nói tới câu chuyện này thì trước hết là chúng tôi muốn mời quý vị hãy cùng chúng tôi theo dõi một đoạn video clip giới thiệu về nội dung của câu chuyện mà tôi cùng với chuyên gia sẽ trao đổi. Xin mời. Bảo hiểm nhân thọ từ lâu đã được biết đến là một giải pháp hữu hiệu để chuẩn bị cho những rủi ro khó lường của cuộc sống. Người dân ở các nước phát triển rất quan tâm đến việc chọn mua các sản phẩm bảo hiểm nhân thọ. Việc mua bảo hiểm cũng như của để dành một nguồn lực tài chính cho chính gia đình. Có gần 100% người Singapore mua bảo hiểm nhân thọ, còn ở Mỹ, Nhật là 90%. Và con số này ở Việt Nam chỉ là 8% theo thống kê từ năm 2017. Không có bảo hiểm khi sự cố bất ngờ xảy ra khiến nhiều gia đình khốn khổ. Một trong những đối tượng chính của bảo hiểm nhân thọ là những người trẻ tuổi thì lại là đối tượng ít quan tâm nhất đến lợi ích từ bảo hiểm mang lại. Thưa quý vị, trong phóng sự vừa rồi chúng tôi có nhắc tới những con số, ví dụ như là ở Mỹ hay Nhật Bản, những quốc gia phát triển thì người trẻ mua bảo hiểm lên tới khoảng 90%, ở Singapore là 50%, tuy nhiên ở Việt Nam thì lại chỉ có 8%. Tại sao những người trẻ ở Việt Nam lại thường ít quan tâm tới việc mua bảo hiểm nhân thọ đến như vậy? Ngay sau đây, cùng với chuyên gia của chương trình, chúng tôi xin được giới thiệu chuyên gia bảo hiểm Nguyễn Nam Sơn, giám đốc chiến lược kinh doanh công ty bảo hiểm nhân thọ BIDV MetLife. Và ngày hôm nay thì ông Nguyễn Nam Sơn sẽ cùng với chúng tôi trao đổi về đề tài này. Xin được chào chuyên gia. Xin chào chị Mai Trang. Xin chào quý vị khán giả. Hôm nay tôi rất vui được có mặt ở đây để chia sẻ với quý vị những cái kiến thức mà chúng tôi đã tích lũy được trong nhiều năm là kinh doanh bảo hiểm nhân thọ ở Việt Nam trong thời gian qua. Vâng. Ở Việt Nam của chúng ta hay là ở các quốc gia khác trên thế giới thì người ta thường có một cái tên gọi cho những cái thế hệ những người trẻ là millennials hay còn gọi là thế hệ Y. Đây là một cái thế hệ có đặc điểm là họ không ngại khó mà chỉ ngại chờ, tức là lúc nào cũng nhanh, cũng vội, cũng muốn làm mọi thứ một cách dứt khoát. Điều này thì tạo nên cái sự khác biệt giữa thế hệ Y và thế hệ X là thế hệ trước đó, phải không ạ? Vậy thì chuyên gia có thể phân tích một chút về bảo hiểm nhân thọ cũng như là sự gắn bó của bảo hiểm nhân thọ với thế hệ Y này được không? Vâng, cảm ơn chị. Trước tiên thì tôi cũng muốn chia sẻ với quý vị một chút là tôi là một người thuộc thế hệ X, là thế hệ trước thế hệ Y. Và trong gia đình của tôi, con gái tôi cũng là một người thuộc thế hệ Y. Thế hệ Y thì như chị có vừa mới chia sẻ là cái thế hệ mà họ không thích chờ đợi. Họ luôn luôn sống ở trong hiện tại. Và bởi vì họ quá tập trung vào hiện tại nên nhiều khi là họ quên mất là trong cuộc sống của họ có rất nhiều điều họ cần quan tâm, nó đang nằm ở phía tương lai. Vâng. Vậy còn về bảo hiểm nhân thọ cũng như là mối quan tâm của thế hệ Y với vấn đề này thì sao ạ? Vâng, trước khi mà đề cập đến bảo hiểm nhân thọ với thế hệ Y thì tôi muốn chia sẻ một chút về cái điều mà chúng ta có thể hình dung, đó là một chặng đường trong cuộc sống của chúng ta, nó được có thể được chia thành nhiều cái giai đoạn khác nhau. Và mỗi một giai đoạn sẽ có một cái nhu cầu tài chính phù hợp riêng của nó. Vâng. Ví dụ, từ khi sinh ra cho đến khoảng 20 tuổi thì chúng ta là những đứa trẻ và chúng ta chỉ quan tâm đến việc là ăn và học. Mọi vấn đề liên quan đến tài chính là bố mẹ chúng ta đã lo lắng chúng ta rồi. Khi chúng ta ở độ tuổi từ 20 đến khoảng 30 là cái độ tuổi của thế hệ Y mà chúng ta đang sắp đề cập đấy, cụ thể hơn ở ngày hôm nay là cái độ tuổi mà người ta quan tâm nhiều đến chuyện có thể là đi du lịch, khám phá thế giới, có thể là phát triển bản thân, nâng cao học vấn, học cao hơn, học lên thạc sĩ, học lên tiến sĩ. Hoặc có thể có những người mà người ta sẵn sàng dấn thân để khởi nghiệp và lập nghiệp. Đúng rồi, chính xác ạ. Thì đối với những người ở cái độ tuổi này thì như tôi vừa chia sẻ là cái điều họ quan tâm là nằm ở hiện tại. Ít khi họ hướng tới tương lai. Họ có thể là họ thiếu đi một cái sự định hướng nhất định nào đó để giúp họ có thể nhìn thấy cái cuộc đời của mình trong khoảng 20 hoặc là thậm chí là 30 năm tới. Hoặc họ đang quá choáng ngợp với những thứ trước mắt và đang muốn thực hiện nó ngay trước khi nghĩ đến những điều xa hơn, đúng không ạ? Đúng ạ. Cái độ tuổi tiếp theo của họ sẽ là độ tuổi từ khoảng 30 cho đến 40, là cái độ tuổi mà người ta bắt đầu nghĩ đến chuyện là lập gia đình, bắt đầu có con, cần phải tạo dựng tài sản. Và sau đó độ tuổi từ 40 đến khoảng 55 là cái độ tuổi mà người ta phát triển một cách mạnh mẽ nhất về mặt sự nghiệp cũng như là về mặt tài chính. Và tất cả những gì mà họ làm, họ mong muốn, giống như là mọi bậc cha mẹ Á Đông nói chung và Việt Nam nói riêng, là lo lắng cho con cái, lo lắng cho sự học của con và tạo dựng cho tương lai của con sau này. Sau giai đoạn đấy là đến lúc họ bắt đầu nghĩ cho bản thân, bởi vì đấy là lúc mà họ chuẩn bị nghỉ hưu, độ khoảng từ 50, 55 đến 60. Và khi họ nghỉ hưu, giai đoạn từ khoảng 60 đến 75 là cái lúc họ thực sự là chỉ quan tâm đến câu chuyện hưu trí. Đúng. Làm thế nào để có một cuộc sống thảnh thơi. Đúng. Khi mà đã nghỉ hưu, khi không còn nguồn thu nhập nữa nhưng mà vẫn không phải phụ thuộc vào con cháu. Và sau giai đoạn đấy trở đi, khoảng từ 75 cho đến 80 là cái giai đoạn mà họ nghĩ đến chuyện là vậy thì mình sẽ để lại gì cho con cháu,
một cái khoản tài sản nào, một khoản thừa kế nào mà sẽ để dành lại cho con cháu của mình. Vâng, liệu có phải với lý do là ngày hôm nay chúng ta đề cập tới cái thế hệ Y, thế hệ trong cái độ tuổi từ 20 đến 30 đúng không ạ? Những người trẻ là những cái độ tuổi mà có tiềm năng tạo ra của cái vật chất và tài sản, thế nhưng mà họ lại không quan tâm tới những cái rủi ro trong tương lai của mình. Nên chuyên gia của chương trình anh Nam Sơn sẽ muốn nhấn mạnh về bảo hiểm nhân thọ dành cho thế hệ này hay không? Vâng, chính xác, đó là điều mà tôi muốn chia sẻ với cả quý vị khán giả ở đây. Vâng.